Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự. Đa số các đại biểu đều đồng tình với dự thảo. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng dự thảo còn nhiều bất cập. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội, thực tiễn hoạt động tố tụng hình sự cho thấy có nhiều khó khăn vướng mắc đặt ra, nhất là trong việc xử lý vật chứng tài sản trong các vụ án vụ việc về tham nhũng kinh tế. Nhiều vật chứng tài sản có giá trị lớn tồn đọng khi bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, phong tỏa trong thời gian dài chưa được xử lý sớm để lưu thông, gây đóng băng, lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Còn thiếu các biện pháp để các cơ quan tố tụng thực hiện ngay từ đầu nhằm ngăn chặn sớm việc chuyển dịch, tẩu tán tài sản trước khi có đủ căn cứ áp dụng các biện pháp tố tụng kê biên, phong tỏa. Để giải quyết được thì dứt khoát là trước khi xử lý, để muốn xử lý được cái vật chứng hay là cái tài sản này thì các cơ quan tiến hành tố tụng phải đánh giá được là ý nghĩa, vai trò của cái vật chứng đó, của cái tài sản đó đối với quá trình giải quyết vụ chứng, với quá trình giải quyết vụ án là nó ý nghĩa, nó chứng minh tội phạm ở chỗ nào và nó có tác dụng gì trong việc mà cái vai trò, cái ý nghĩa đó, phải khẳng định được cái điều đó. Đại biểu Trần Công Phàn cho rằng, những vụ án lớn thông thường kéo dài hàng năm, có những tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử lẽ ra phải xử lý hoặc xử lý sớm hơn nhưng không xử lý được, cho đến khi tòa xét xử sẽ gây ra tình trạng lãng phí, tài sản này không được đưa vào sử dụng khai thác. Vì vậy, cho nên theo tôi giới hạn ở các vụ án, vụ việc ở Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Trung ương theo dõi thì theo tôi là hoàn toàn hợp lý và thời điểm thí điểm 3 năm cũng là hợp lý. Còn các biện pháp khác về vấn đề xử lý vật chứng, xử lý này khác thì đều ở trong luật tố tụng có rồi, nhưng mà đây chúng ta làm thí điểm để chúng ta xử lý những cái vụ việc làm sao mà xử lý sớm hơn những cái tài sản chúng ta thu giữ, chúng ta kê biên. Cuối phiên thảo luận sáng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hy Tiến đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật việc làm sửa đổi, tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật nhà giáo.